Dạ. Con mời bố. Mời mẹ. Cảm ơn. Ủa, bố mời hai vợ chồng con xuống đây có chuyện bàn bạc trong gia đình. Mà con đây rồi, Tánh không? Dạ, anh Tánh kêu con xuống trước, ảnh xuống sau. Cái thằng ấy tính nó như vậy, lần nào mà chẳng như thế. Nó lề mề lắm. Ờ. Con tính trai như... lớn gia đình mà. Ai nhắc con đấy, có con đây. Gì thế bố mẹ? Ông làm gì xuống trễ vậy không? Dạ đấy, đấy, đấy. Nguyên nhân là từ cái này. Đấy. Trời ơi, bữa nay sao nó lại... Mời bố, mời mẹ. Hả ông? Đây, ngon lắm, giòn ngọt. Con cắt trái cây cho gia đình ăn á hả? Vâng, chính con. Trời bà, ơi. Bà lên sân thượng, bà lo gom quần áo với cửa kiến nào á, bà dán băng keo lại. Không, không, không. Dán kỹ lưỡng lại. Sao vậy bố? Đấy, đấy con. Sao bố? Có chuyện gì? Bố sợ bão tới á. À. Mưa bão tới hôm nay, người Tánh nó lo gia đình á. Lo. Bố cứ thế. Lúc nào bố nó chuyện chả vui gì. Thôi. Chả mấy khi con trai mình nó làm trái cây. Ông ăn một miếng đi ông. Mời bố. Ông ăn miếng đi ông. Bà ăn đi để tôi coi có sao không, tôi mới dám ăn. Nó lo tôi sợ quá. Bố ở thế có việc gì à? Nhà mình đang yên đang lành thế, bố có gì rắc rối hay sao mà bố bảo vợ chồng con xuống này? Bố cứ gọi vợ chồng con xuống có chuyện gì không bố? Gia đình mình cũng biết rồi đó, thằng Trí hiện giờ nó rất còn thương con Thúy nhiều lắm. Vâng. Nó đang đeo đuổi con Thúy. Dạ, dạ. Mà gia đình con Thúy, gia đình mình, hai bên gia đình quen biết với nhau, cho nên mình phải chuẩn bị cách chu đáo. Bố con nói đúng đấy. Chỗ bác Trần bên đấy với lại bố con là bạn thân từ nhỏ tới giờ. Cho nên ấy, hai đứa chúng nó tìm hiểu nhau, mình cũng phải có chuyện người lớn. Dạ. Sang thưa chuyện với người ta, rồi có khi xin phép để cho hai cháu nó tìm hiểu với nhau. Nên là người lớn, đúng không? Nên bây giờ bố nghĩ bố mới hợp gia đình lại. Nếu mà thấy cái chuyện mà tình yêu của con thằng Trí với con Thúy mà hai đứa nó tiến triển cách tốt đẹp á, thì gia đình mình chuẩn bị một cái tiệc để mình gặp mặt người lớn với nhau, để mình nói chuyện. Dầu gì đây là cũng chuyện là chung thân đại sự mà. Đúng rồi, dạ. Đúng rồi. Dạ bố mẹ, bố mẹ nói như vậy là con đồng ý luôn với bố mẹ. Thật ra mình là cũng là nhà trai, cho nên là con nghĩ là mình sẽ phải bước qua trước á, cho gia đình bên đó đỡ ngại. Con cũng là dự định là sẽ nói với bố chuyện này, nhưng mà không ngờ là bố đã tính trước con luôn rồi. Mình làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ. Bay á, là cha của nó, là bố của nó. Bay phải thường xuyên quan tâm, chăm sóc nó, coi tình yêu của tụi nó tiến triển như thế nào, rồi thì bắt đầu ước nguyện của nó như ra sao. Mình làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, mình phải lo trước như vậy nha con. Tính trước nghe chưa? Bố lo xa chi thế. Giống như trước đây bố thấy không? Bố kể là trước đây bố quen bao nhiêu người. Đấy, bố về bảo bố mẹ, ông bà nói đây ấy, chuẩn bị đám cưới thế, cuối cùng tan rã có được đâu. Nhận mở miệng là hay. Con ơi, anh. Thôi, con không nói, chỉ có ai nói là con không biết gì đâu. Trời ơi, con cứ mở mồm rồi con nói là toàn là... Nè ăn đi, đừng có nói nhiều quá. Ôi giời ơi, hay thế. Ôi giời ơi. Đấy, thế đi mới phải chứ. Ôi giời ơi, bố có nhìn thấy gì không? Quỷ nhặt mày à? Không, bố nhìn đi, có gì lạ không đây? Đấy. Thế đây bên mẹ mày, vâng. Bên vợ mày. Vâng. Ở đây là con mày. Vâng, đấy. Bố thấy có gì lạ không? À, thấy. Gì thế bố? Thấy mày như tài thiên tài thanh vậy đó. Mày như thằng khùng vậy. Làm gì mày nhảy qua đây rồi mà nó lạ là sao? Ôi giời ơi, bố chả hiểu con cái gì cả. Hiểu cái gì? Không khí gia đình mình, bố thấy không? À. Ôi giời ơi, lúc này gia đình lúc nào mọi người trong nhà cũng đều nở nụ cười vui như thế. Nè. Hạnh phúc. Ôi bố ơi, gia đình mình hạnh phúc thế. Giời ơi, con thích quá. Con cảm thấy yêu đời quá bố. Bố cũng cảm thấy như vậy nè. Vâng. Nếu mà con đừng gây chuyện, gia đình hạnh phúc lắm. Bố sao thế nhỉ? Bố làm như con trai của bố tệ lắm đấy. Tệ hay không, ăn thua mấy người kiểm điểm lại bản thân mình đi. Nhà này á, có chuyện là do mấy người gây ra không? Ôi giời ơi, bố ơi. Ngắm lại con thấy con với bố dường như khắc khẩu nhau nhỉ. Vài ba lời, vài ba câu là mình vui vẻ thế. Nhưng bố chăm chọc con thế là sao? Con đã la bố đấy. Ôi giời, con có la cái gì đâu. Bố ơi, bố chả hiểu con trai bố cái gì cả.
Con là ai cũng bảo con nói tiếng Bắc là không chuẩn nhá. Con phải nói to thế để tròn vành rõ chứ. Để mọi người nhìn ra, ô thằng này nói tiếng Bắc nghe được chứ. Bố không thấy thế à? Tiếng Bắc á hả? Vâng. Con nó là số 1. Đấy. Tiếng Bắc con chuẩn lắm. Vâng. Người nước ngoài nghe hiểu được cười luôn. Bố. Bố là bố con nghe còn không hiểu. Cháu. Cháu ngoài. Ủa quên. Ô thế. Mơ đến à? Ngồi con. Cháu con khỏe không? Con khỏe. Đấy. Ủa mà ông với bác nói chuyện gì mà sao con nghe thấy tiếng của bác không ấy? Ôi trời ơi, gia đình mình vui phải nói như thế. Với hơn thế là bác đang nói như thế để mọi người nghe. Mọi người nghe là ô bác nói giọng bác cho nó chuẩn đấy. Có thể chuẩn không? Con cứ ngồi xuống đi, bác còn muốn nói gì bác con nói. Không chuẩn nhưng mà nó hơi to bác. Thế à? Nó nhỏ nhỏ lại. Này cháu nó tới đừng nói chuyện nó giật mình nó sợ. Thế à? Ừ à, con đây là mẹ con đâu mà. Cái này mẹ con kêu con mang qua cho ông bà ngoại nhá. Cái này là cho bà ngoại này. Cái này là cho ông ngoại để cho ông bà tập bộ. Tại mẹ con bận đi hẹn với lại bạn của mẹ con rồi. Ông có biết không? Cái quà này này là chính của cái bạn mẹ con mua. Thế à? Ủa? Bác của mẹ con là sao? Bạn của mẹ con. Bạn của mẹ con? Mẹ con có bạn trai? Mẹ con đang tìm hiểu một người đàn ông mà theo như phán đoán, nhận định, quan sát, phân tích của con á thì lần này hoàn toàn khác mấy lần trước. Khác là sao con? Khác ở chỗ là lần này mẹ con vô cùng hết sức cực kỳ rất nghiêm túc với mối quan hệ này. Thế à? Như con quan sát nha. Ừ. Bình thường á mà mẹ con mà gặp gỡ ai á, mà nhất là đàn ông á, là mẹ con toàn gặp ở câu lạc bộ thôi. Nhưng mà riêng với người đàn ông, với chú này thì mẹ con lại gặp riêng. Cứ riêng ở đâu nhỉ? Gặp riêng ở nhà luôn. Ôi giời ơi. Ông ngoại với lại bác có biết không? Sao? Bình thường mẹ con không bao giờ cho người đàn ông lạ biết đến nhà của mẹ con đâu. Mà riêng cái chú đấy mẹ con lại mời về nhà chơi. Mời về nhà. Mà ông với bác không thể tưởng tượng được đâu. Con ngồi đây nhá. Chú đấy ngồi đối diện nhá. Mẹ con ngồi bên này. Mà con như người vô hình. Lần này ông ngoại mong là mẹ con tìm được đúng đối tượng, người tâm đầu ý hợp, để mẹ con được hạnh phúc. Chứ sống một mình hoài như vậy ông ngoại cũng lo. Nhưng mà bác ấy thân thiết với mẹ con lắm à. Cực kỳ thân thiết luôn. Mà con cảm giác như cái cử chỉ của mẹ con đối với lại cái chú đấy nhá, nó khác so với những chú ngày trước. Là nó dịu dàng này, nó ân cần, mà nó một cái gì đấy nó một cái ánh nhìn mà con không hiểu được. Con tình cảm đấy. Rồi ôi tốt mà cũng vui đấy. Thế là tốt rồi. Bác cứ tưởng là mẹ con mẹ suốt đời chả làm sai cho theo được. Son này em gái mày, để từ từ để chồng Quân nó kể làm sao. Mà cái bác mà quen với mẹ con á là khoảng bao nhiêu tuổi? Theo con nhìn thì trẻ hơn ông ngoại mà lớn hơn bác Tánh. Trẻ hơn ông ngoại và lớn hơn bác Tánh là ở giữa ông ngoại với bác Tánh. Thế thì ủa thế thì cũng tốt chứ bố nhỉ. Thì người lớn tuổi người ta biết lo. Vâng. Người ta đứng đắn, người ta đàng hoàng. Vâng. Thực ra thì con cũng vui ông ngoại, bởi vì chú ấy nói nhỏ hơn bác Tánh, với lại có vẻ có duyên hơn bác Tánh. Ôi giời mày thế. Khoa với cái cậu có duyên hơn mày. Bố vui lắm nhỉ. Trời ơi. Trời ơi, Cô Soan mới tới hả? Ngồi đi. Ngồi đây không? Trời ơi. Lạ quá. Trời ơi, cô Soan ơi. Cái hiện tượng này là mới lạ nha. Thật ra từ trước tới giờ đó, mà mỗi lần mà cô xuất hiện vô cái nhà này á, là phải có một cái tiếng động gì đó. Hoặc là cái tiếng của cô là nó từ ở ngoài cửa vào. Đó. Mà sao bây giờ cô vô đây từ hồi nào mà không một tiếng động nào hết, mà không nói không rằng, mà cái mặt trời ơi, cái mặt buồn bã mà đờ đẫn. Sao có chuyện gì? Nói cho tôi nghe có chuyện gì vậy? Chị thấy khi mà em xuất hiện ấy. Ừ. Mà em không tạo ra một cái âm thanh gì đấy vang dội. Lạ lắm. Em ngồi xuống ghế em cũng không nói năng một lời nào. Lo lắm.
Và nãy giờ chị rất là muốn em nói để cho cái nhịp sống nó bình thường trở lại đúng không? Đúng rồi, muốn nói. Sao bệnh sao? Uống thuốc chưa? Hả? Có nếu mà chị muốn như vậy thì chị phải ngưng nói em mới nói được, chị hiểu không? Chị lấy cho em một chai rượu đi. Hả? Khát nước thì uống nước trà chứ sao lại uống rượu? Hôm nay em muốn uống rượu. Thôi thôi mà, có chuyện gì mà uống thỉnh thoảng em cũng phải thay đổi một chút chứ chị. Bây giờ buồn chứ chẳng lẽ chị bắt em sống như thế này hoài sao? Thôi, biết rồi. Chắc là buồn chuyện gì rồi phải không? Không phải bệnh đúng không? Chuyện gì? Cái người đàn ông mà em yêu. Ừ. Em tìm hiểu và em cũng đã khoe với cả nhà mình là giận nhau hả? Không giận đâu. Không giận. Ừ. Mà có lẽ là chẳng bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Ôi, sao vậy? Sao vậy mà cái chuyện đó nó ghê quá. Em bảo là em không khóc mà tại sao em lại khóc? Em không khóc nữa đâu. Chị có biết cái người đàn ông đó là như thế nào không? Đó là một tên lừa đảo đúng nghĩa chị. Trong khi quen em, trong khi yêu em, trong khi đến với em bằng một cái hình ảnh rất đẹp. Nhưng rồi em đã phát hiện ra anh ta không chỉ yêu một mình em với những cái tình cảm đó, mà với tất cả những người phụ nữ xung quanh anh ấy đều đối xử như vậy. Hả? Đều yêu thương một cách mạnh mặt nồng như vậy đó, chị hiểu không? Có nghĩa là không chỉ một mình Eco thôi, mà là đồng thời là quen với nhiều người phụ nữ khác luôn. Nhưng có chọn lọc. Chỉ túm lại, những người phụ nữ mà anh ta muốn nhắm vào đó là những người phụ nữ thành đạt. Mục đích cuối cùng là để làm gì? Để moi tiền. Trời đất ơi. Trời ơi. Trời ơi, không ngờ. Thôi tốt nhất bây giờ chị cho em uống rượu đi, em xin chị. Không, em uống rượu không, đi, không. Em mệt mỏi lắm rồi. Không, bây giờ cô đã say lắm rồi, cô khóc lóc rồi. Mà bây giờ cô uống vô là hại sức khỏe lắm. Bây giờ khát nước thì uống nước. Còn á, nè, ăn trái cây chua chua đi cho nó giả rượu nha. Uống rượu hại sức khỏe lắm, biết không? Em không muốn ăn gì hết á, em chỉ muốn uống rượu thôi. Cho em uống rượu đi, em muốn không. Chút nữa con uống rượu với bố. Ờ, bố, con... Bố nghe hết rồi. Bố nói thật với con á, từ lúc mà nghe nói con có một cái thái độ nghiêm túc với một người đàn ông á, bố nghe bố mừng lắm, cả nhà cũng mừng luôn. Nhưng mà con đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Chuyện tình cảm con hãy để nó tự nhiên, có duyên sẽ gặp. Quan trọng mình là người phụ nữ, mình phải gieo cho tốt. Chứ khi mình gãy đổ chuyện hôn nhân, bố nói thật với con đã gãy đổ, con đã vấp ngã nhiều rồi. Bây giờ có vấp ngã lần nữa cũng không sao. Buồn thì có buồn đó, nhưng chẳng thà vấp ngã sớm như vậy mà con hiểu rõ tấm lòng của người đàn ông. Còn hơn sau này á, thành vợ thành chồng có con có cái, phải khổ nữa không? Thành thử ra con không được rượu chè nữa, không suy nghĩ tiêu cực. Mình người phụ nữ mà bị người đàn ông phụ bạc, mà mình trở nên đau khổ rượu chè, mình không nghĩ bản thân mình trở thành xấu xí. Con cảm ơn bố. Còn có bố, có cả gia đình, con yên tâm đi, gieo tốt ắt sẽ được quả tốt. Dạ. Công ty anh á, sếp rất giàu, không cần 50 triệu đó của anh Hùng vô, anh hiểu chưa? Anh lấy tiền cho ai? Anh lấy tiền cho ai mà anh qua mặt tôi như vậy? Không có, anh không có lấy tiền cho ai hết, mà tại vì thật sự là lúc đó là do anh chỉ là không có xây kịp cho nên mới nhờ anh thôi. Anh Phan, em nói với anh một lần cuối, 50 triệu, con số không lớn và cũng không nhỏ, nhưng nó là cả một món tiền để dành của chúng ta. Tiền tuy là quan trọng nhưng nó không quan trọng bằng khi em đã mất niềm tin ở anh. Anh hiểu. Cuộc sống vẫn cứ hay xoay vòng, vì đôi khi khó khăn cứ xảy ra không ngừng. Mẹ cha vẫn quan tâm nhiều thứ, những đứa con mình thương yêu nay mai sẽ thế nào. Đâu đó vẫn lo toan bộn bề, mọi việc không dễ đâu, với biết bao công chuyện về sau.